Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng đây. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A, một chương trình nhằm cho mục đích trả lời các câu hỏi của anh em với tất cả các vấn đề liên quan tới máy tính bảng, laptop, PC, tất cả các loại điện thoại cái gì nói chung là liên quan tới công nghệ hết là mình sẽ trả lời giúp anh em ở trong cái chuyên mục này nhá. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 35 rồi anh em ạ. Và hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi của bạn Just A Random Guy. Bạn đã hỏi là 1660 với cả 1660 Super với cả 1660 Ti thì con nào ngon hơn? Chủ yếu là Modern Warfare, Liên minh huyền thoại và một số game AAA. Thì câu trả lời của mình ấy là hai con này có hiệu năng Ti cao hơn với cả Super một chun chút thôi. Thế nên là nếu mà anh em có tiền ấy thì hãy mua Ti, còn nếu mà không có tiền thì mua con Super cũng được. Cái sự chênh lệch của nó không quá là nhiều để anh em cảm thấy có thể sự khác biệt đâu. Chỉ cần thấy là được thôi nhá. Cứ chọn em nào rẻ hơn mà có tiền là được rồi. Thực sự sự chênh lệch không đáng một chút nào hết nhá. Tiếp theo của bạn Hưng Nguyễn câu hỏi số 2 nói về cái vấn đề là mua SSD 2T nhưng mà chia thành hai ổ, một ổ cái win và một ổ cái game, thì nếu mà hư ổ game thì có hư ổ win không, như thế nào, và hay là nên mua thanh SSD hay là chỉnh như nào? Thì câu trả lời của mình ấy đó chính là dù là có bao chia cho bao nhiêu ổ nữa, C D E F G H I K L M hay bao nhiêu ổ đi chăng nữa, thì dù là thế nào chỉ cần hỏng một ổ thôi là sẽ hỏng hết cả ổ, hay là có sẽ có bad sector, nhưng mà một chiếc SSD hay là một chiếc ổ cứng có bad sector rồi thì gần như có thể gọi là gần như có thể bỏ đi được rồi. Thế nên là nếu mà anh em muốn ổn định ấy thì nên mua một ổ cứng riêng dành cho Windows và một ổ cứng riêng dành cho game để có thể chứa tách biệt nó ra, và khiến cho chiếc nếu mà có hỏng của cái nào thì phần còn lại vẫn có thể giữ data được. Và mình cũng như vậy thôi, mình cũng một SSD để chứa Windows và một SSD để chứa game, một T để chứa game, 256GB để chứa Windows, và mình cảm thấy cực kỳ là thoải mái với cái setup đấy. Khi nào mà mình kiểu cài lại Windows ấy thì những cái file cài của mình vẫn đang nằm ở trong cái ổ 1T kia, game vẫn đang nằm trong một ổ 1T kia. Còn khi nào mà mình muốn xóa gọi là delete toàn bộ ổ 1T ấy thì Windows của mình sẽ vẫn còn. Thế nên là bạn hãy lựa chọn hai ổ nhá, một ổ win, một ổ dữ liệu, thế là quá ổn luôn. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ 3. Có bạn Sai Takashi, bạn hỏi là trong cái video B760 với cả Z790 thì bạn so sánh rằng là loại mainboard này có vừa cho những chiếc tản nhiệt khí tháp đôi không? Ví dụ như là Thermalright Frost Spirit 140. Thì cái vấn đề tản nhiệt khí ấy, nó đều dựa đa số là có vừa hay không đều dựa vào cái phần đó chính là RAM, thứ hai là phần VRM. Thì đa số các tản bây giờ đều không bị cấn VRM cho lắm. Đấy là những cái tản hai khí nhá, hai tháp nhá. Còn những tản ITX thì mình không nói, nhưng mà đa số các tản đều không bị cấn với cả VRM, chỉ bị cấn đó chính là VRAM thôi. RAM thì đúng hơn. Thì cái đấy thì đa số mình thấy rằng là những cái tản hai tháp đều khá là cân được các loại RAM bình thường, chỉ là nhiều cái loại bị phải chỉnh cái quạt lên cao hơn một chút thôi, chứ còn các loại bình thường thì mình thấy là khá là ok. Thế nên là, và đặc biệt với cả con Thermal Spirit này thì mình thấy là cũng ok thôi, kể cả những cái RAM cao như là những con G-Skill đều vẫn có thể cấp được với cả những con này. Mỗi tội là anh em phải đẩy quạt lên cao hơn khoảng tầm 2mm một chút nhá. Rồi, câu hỏi thứ tư. Bạn khác, nhưng mà bạn Chris Đức VN, bạn vẫn hỏi trên con B760 versus Z790 này. Thì bạn hỏi là con Z690 RGA gắn được với cả 12.700K cân tốt không? Câu trả lời là con A là con cực kỳ là cao cấp, có thể nói là dòng cao cấp gần nhất của RG rồi. Đấy, nó ngang hàng với cả nói chung là nó cùng tầm với cả F ấy, kiểu như thế vậy. Có thể gọi là cùng tầm với cả F ấy. Còn cao hơn hẳn thì là E anh em nhá. Còn con A thì đã quá là đủ với cả cái con CPU i7-13 12.700K rồi. Nhiều khi một con B660 loại tốt cũng có thể cân được con đấy, nếu mà anh em không chơi overclock nhá. Còn với chiếc Z690 RGA ấy thì thoải mái mà chơi đi anh em ạ. Con CPU đấy rất ngon lành với cả con mainboard đấy. Tiếp theo, vừa rồi là bạn Hải Ngô Hữu nhá. Còn bạn tiếp theo là bạn Chris Đức VN, bạn hỏi là con H610ME có cân tốt được với cả 12.400F không? Thì câu trả lời của mình nhá là nó vẫn chơi được, đúng rồi, nó vẫn chơi được thôi. Gắn vào con main đấy, gắn con CPU đấy vào con main đấy thì anh em vẫn có thể thoải mái được sử dụng những cái tác vụ bình thường, chạy Windows bình thường. Nhưng mình vẫn khuyên anh em nên B660 nhá, bởi vì là đảm bảo có một cái VRM tốt hơn này, đảm bảo rằng có số lượng cọc kết nối tốt hơn này, đảm bảo rằng có PCIe tốt hơn này, đảm bảo rằng có 12 tốt hơn này. Và tất nhiên rồi, thường B660 sẽ đẹp hơn khá nhiều so với cả H610, đặc biệt là nếu mà anh em nên tầng tiền lên khoảng tầm trên 3 triệu một chút. Đấy nhá, mình vẫn khuyên anh em nên mua B660, nhưng nếu mà đang có H610 rồi thì vẫn có thể sử dụng được với cả chiếc i5-12400, không vấn đề gì cả. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Quang Trần là câu hỏi thứ 6. Bạn ấy hỏi về cái vấn đề đó chính là mua sử dụng combo i3 10.000
H410M 16GB 3060Ti mới mua cũ, thỉnh thoảng màn hình xanh có phải là do main không, cấp đủ điện cho VGA không? Thì cái câu trả lời là bạn phải check xem là màn hình xanh nó ghi cốt gì, lỗi gì. Thường thì nó sẽ không chính xác 100% đâu, nhưng mà nó sẽ chỉ cho anh em được rằng là ok, nó đang nằm trong khoảng nào của những cái lỗi để anh em biết được. Còn nếu mà bị xanh màn hình ấy, thì thường thì mình sẽ hay thấy đó chính là ở CPU bị xanh màn hình hơn. Tức là nếu mà anh em undervolt CPU thì hay bị xanh màn hình hơn là card. Nếu mà con card không cấp đủ điện cho, con nguồn không cấp đủ điện cho card ấy, thì một là nó sập, đúng không? Nó sẽ sập máy, hay nó kiểu đen màn luôn, tắt máy luôn rồi nó bật lại. Hai là nó sẽ bị theo kiểu gọi là tắt luôn cái phần mềm chơi game của anh em, nó sẽ bị gượng một chút, sau đó tắt luôn phần mềm chơi game của anh em, rồi nó sẽ ghi cái lỗi gì đấy. Chứ mình thấy ít khi bị màn hình xanh lắm. Thường thì màn hình xanh sẽ bị vấn đề ví dụ như là ổ cứng này, do RAM này, do CPU này. Thì thường ít khi nhá, đấy là ít khi nhá, là do cả màn hình lắm. Trừ khi nào mà con VRAM của cả màn hình em bị cháy rồi cơ, thì lúc đấy mới phải lo lắng, lúc đấy mới là bị xanh màn. Chứ điện thì thường sẽ bị hai cái trường như trên mình nói, tắt hẳn hay là tắt phần mềm rồi bị đơ đơ một lúc chứ nó không xanh màn đâu nhá. Bạn thử check xem là cái lỗi của bạn là như nào, xem như nào. Còn cái combo i3 của bạn ấy mình thấy là hơi bị gọi là nghẽn cổ chai đấy nhá. Rồi và cuối cùng là câu trả lời câu hỏi của bạn Huyền Thu, nói trên live, rep trên live, bạn hỏi là bên chạy D5 RAM gợi ý D4 căng. À, chứ rồi, không phải đâu nhá. Cái này là lỗi của anh Kiên nhá. Anh Kiên để nhầm cái con, để nhầm con main nhá. Con main ở trong live của chúng mình là con B760 Prime, con đấy dùng D4. Còn anh Kiên để đó chính là con Asrock cơ, con đấy dùng D5. Thế đấy là lỗi anh Kiên rồi. Mình rất xin lỗi vì lỗi của anh Kiên nhá. Còn con đấy là D4, thế nên mình để cho anh em cái RAM D4 ở đấy. Thực sự thì mình vẫn chưa cảm thấy rằng có sự chênh lệch quá nhiều giữa RAM D5 và D4. Nhưng mình có thể thấy một tín hiệu tốt, đó chính là D5 đã rẻ hơn khá nhiều rồi. Và điều đó thì khiến cho anh em có thể dễ dàng mua những chiếc mainboard D5 hơn. Rồi, và đó là câu trả lời cho những cái câu hỏi của chương trình Q&A số thứ 35. Nếu mà anh em muốn hỏi thêm nhiều câu hơn, muốn biết nhiều thứ hơn thì hãy để những câu hỏi ở dưới comment của video này nhé. Tất nhiên là chúng mình sẽ vẫn trả lời những câu hỏi đó khi mà mình nhìn thấy thôi. Nhưng mà thực sự thì để có thể lên được trên cái chương trình Q&A này thì phải mất một tuần mới lên được cơ anh em nhé. Rồi, nói chung là cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại chương trình Q&A tiếp theo.